Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin chiều hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Hãy cùng tôi khám phá những tin tức nóng hổi nhất trong suốt 24 giờ qua. Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít. Hai quyết định về việc phong tỏa hai khu vực thuộc phường 4 thành phố Vĩnh Long. Trong sáng ngày 11 tháng 11, Vĩnh Long ghi nhận 132 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Các địa phương có cấp độ dịch là cấp độ 1 và cấp độ 2, mạnh dạn cho học sinh đi học. Nhiều công ty ở miền Tây bị phạt, khởi tố do làm lây lan dịch bệnh. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông báo khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít. Cụ thể, tìm những người đã từng đến địa điểm nguy cơ mắc COVID-19 là những người đã từng đến tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11 năm 2021. Vì an toàn sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị những người đã từng đến địa điểm với khung thời gian nêu trên phải nhanh chóng liên hệ ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và khai báo y tế theo đúng quy định. Thông tin thứ hai là việc thiết lập vùng y tế cách ly phong tỏa đối với chợ Long Châu thuộc phường 4 thành phố Vĩnh Long. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long vừa có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với chợ Long Châu, phường 4 thành phố Vĩnh Long. Về phạm vi cách ly là toàn bộ khu vực chợ Long Châu, hay còn gọi là chợ Cua Cũ, thuộc phường 4 thành phố Vĩnh Long. Mục đích cách ly y tế phong tỏa là nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian thực hiện cách ly phong tỏa là từ 0 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 chủ trì phối hợp với Ban quản lý chợ Long Châu và các cơ quan đơn vị có liên quan thiết lập chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ khu vực cách ly y tế phong tỏa và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời thông báo đến các tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại chợ biết và thực hiện. Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Long hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định. Thông tin thứ ba là cũng tại phường 4 thành phố Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long vừa có quyết định thêm về việc thiết lập vùng cách ly y tế phong tỏa đối với khu vực tổ 3, tổ 7, 7A và tổ 8 thuộc khóm 5 và một phần tổ 2 thuộc khóm 6 phường 4 thành phố Vĩnh Long. Về phạm vi cách ly là các hộ dân thuộc tổ 3, tổ 7, 7A và tổ 8 thuộc khóm 5 và một phần tổ 2 thuộc khóm 6 phường 4 thành phố Vĩnh Long, gồm 78 hộ, 244 nhân khẩu với diện tích khoảng 1.200 m². Mục đích cách ly y tế phong tỏa là nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian thực hiện cách ly phong tỏa là từ 0 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021 cho đến khi quyết định tiếp theo. Thông tin thứ tư như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể, từ 18 giờ ngày 10 tháng 11 đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 11, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 132 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có 40 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Bách, 10 trường hợp qua khám và sàng lọc tại các cơ sở y tế, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long là 6 trường hợp, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long là 2 trường hợp và Trung tâm Giám định Y khoa là 2 trường hợp. 82 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng, tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh là 20 trường hợp, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh là 4 trường hợp, tại huyện Vũng Liêm, xã Hiếu Nhơn là 4 trường hợp, xã Hiếu Nghĩa là 1 trường hợp, xã Trung Hiệp là 1 trường hợp, xã Hiếu Thành là 1 trường hợp. Tại huyện Mang Thít, thị trấn Cái Nhâm là 3 trường hợp, xã Long Mỹ là 3 trường hợp. Tại huyện Bình Tân, xã Tân Lược là 6 trường hợp, xã Nguyễn Văn Thảnh là 6 trường hợp, thị trấn Tân Quế là 5 trường hợp, xã Tân Bình là 1 trường hợp. Tại huyện Long Hồ, xã Đồng Phú là 20 trường hợp, xã Bình Hòa Phước là 5 trường hợp, xã Thanh Đức là 1 trường hợp và xã Hòa Ninh là 1 trường hợp. Phần cuối của video là thông tin về việc nhiều công ty ở miền Tây bị phạt, khởi tố do làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các cơ quan chức năng của các tỉnh thành miền Tây đã xử phạt, thậm chí là khởi tố vụ án hình sự tại nhiều công ty, doanh nghiệp làm lây lan dịch bệnh. Đến sáng ngày 11 tháng 11, tình hình dịch tại các tỉnh thành miền Tây vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp. Tại Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 291 trường hợp F0, trong đó 97 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã có hơn 6.200 ca dương tính.
Trong thời gian qua, hai địa bàn thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu là điểm nóng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó có ô dịch, chủ lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi thuộc phường 1 thị xã Giá Rai và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Châu Bá Thảo thuộc phường Láng Tròn thị xã Giá Rai. Theo đó, hôm ngày 9 tháng 10, một công nhân của công ty Tấn Khởi đến trung tâm y tế thị xã Giá Rai khám bệnh thì phát hiện dương tính với COVID-19. Đến nay, ổ dịch xuất hiện tại công ty này ghi nhận gần 700 trường hợp mắc COVID-19. Theo đánh giá của ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu, ổ dịch tại công ty Tấn Khởi phức tạp vì có nhiều công nhân hộ khẩu ở các xã phường ở thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải và huyện Phước Long. Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty Tấn Khởi và Châu Bá Thảo về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Cụ thể, không lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần cho công nhân, người lao động trong công ty nên không phát hiện kịp thời ca bệnh dương tính. Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai xử phạt công ty Tấn Khởi và công ty Châu Bá Thảo mỗi doanh nghiệp 20 triệu đồng. Cả hai công ty đều phải chịu tình tiết tăng nặng do hành vi vi phạm dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người và trên diện rộng. Trước đó cũng tại Bạc Liêu, cơ quan công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người liên quan đến hai công ty cổ phần kinh doanh F88 và công ty mỹ phẩm Đông Anh cùng thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu. Ngày 21 tháng 10, công an thành phố Bạc Liêu khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Ngọc An, 30 tuổi, trưởng phòng giao dịch công ty cổ phần kinh doanh F88. Theo cơ quan công an, ông An đã có hành vi thực hiện các hoạt động kinh doanh khi có quyết định tạm đình chỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền, gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng dịch. Tại công ty mỹ phẩm Đông Anh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người do bà N, 24 tuổi làm giám đốc. Hồi đầu tháng 9, bà N thuộc diện F2 phải cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, bà N đi đến một số địa điểm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 9 tháng 9, bà N có triệu chứng ho, sốt, đau họng. Lực lượng y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả PCR dương tính. Chuỗi lây này có 7 F0 và 31 F1. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đảm bảo cao nhất công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại Cà Mau, cơ quan công an đã khởi tố bắt ông Nguyễn Chí Tâm, 39 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thủy sản Thành Tâm ở thành phố Cà Mau về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Ngày 21 tháng 8, ngành chức năng Cà Mau phát hiện một nữ công nhân của công ty thủy sản Thành Tâm dương tính với COVID-19. Ngày 22 tháng 8, công an thành phố Cà Mau khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác tại công ty thủy sản Thành Tâm. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Tâm đã hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Việc này đã vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây hậu quả làm lây lan dịch bệnh cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh. Trong quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan ô dịch tại công ty thủy sản Thành Tâm. Liên quan ổ dịch này có khoảng 30 F0. Tại Tiền Giang, ngày 26 tháng 10, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, đồng thời có lệnh khám xét khẩn cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hải sản Mekong thuộc ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức. Theo điều tra, hôm ngày 21 tháng 10, một công nhân làm việc tại công ty hải sản Mekong có biểu hiện ho, sốt nên vào bệnh viện quân y 120 khám. Qua test nhanh, người này dương tính với COVID-19. Sau đó, công an huyện Châu Thành đã cử lực lượng phối hợp cùng ngành y tế truy vết các trường hợp nghi nhiễm. Đến sáng ngày 25 tháng 10, qua xét nghiệm điều tra ban đầu, ổ dịch này đã có 85 ca F0. Liên quan đến ổ dịch này, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định nâng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tại xã Bình Đức lên cấp độ 4. Theo cơ quan công an, công ty hải sản Mekong do ông Lê Văn Đèo, sinh năm 1972, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm giám đốc, ngành nghề kinh doanh chế biến thủy sản. Ngày 9 tháng 2, công ty hải sản Mekong do ông Đèo làm giám đốc bị xử phạt vi phạm hành chính do không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo đúng quy định. Số tiền xử phạt là 60 triệu đồng, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 9 tháng. Dù đang trong thời hạn đình chỉ hoạt động, nhưng công ty hải sản Mekong vẫn lén lút hoạt động, làm phát sinh dịch bệnh. Ngoài ra, tại các tỉnh thành miền Tây như Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Trà Vinh có rất nhiều ổ dịch xuất hiện tại các công ty doanh nghiệp. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho Kiếp làm kênh địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo,
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.